Hello tất cả anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại kênh của chúng ta nhé anh em ơi. Thì theo nguyện vọng của một số anh em ấy, thì hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn anh em làm cái khoen của cái bẫy heo nha anh em. Đấy. Mình đã áp dụng cho cái sợi dây là 3 ly này anh em, sợi dây 3 ly cáp nụa mềm. Đấy. 3 ly này bẫy heo được khoảng 50 kg, 5-6 chục ký đổ lại đây anh em nhé, tùy thế anh em. Nếu mà thế ngon ý, nó cuốn vào bãi bùng nhùng ý, thì có khả năng là bắt được con 7-80 kg là bình thường anh em nhé. Rồi. Đầu tiên anh em lấy chính cái sợi dây của cái dây bani này anh em nhé. Anh em cắt khoảng 25 phân cho mình. Đấy. Đây mình làm một sẵn một cái đây này anh em. Đó, làm sẵn một cái khoen cho các bani này anh em. Đó, anh em cắt cho mình khoảng 25 phân nhé. Anh em sẽ chẻ 2 sợi một nhé. Đó, sẽ anh em chẻ 2 sợi một cho mình. Đó. Cái này mình làm sẵn một cái rồi. Đó, cái này mình làm sẵn một cái rồi, anh em làm tương tự thôi anh em. Cái thứ hai anh em sẽ làm khuyết đôi nhé, bẫy heo anh em làm khuyết đôi cho mình nhé. Đấy. Đấy, anh em sẽ xỏ như thế này này. Đó. Miễn sao nó đúng chiều, đừng cho nó ngược chiều anh em nhé, đừng bao giờ để cho nó ngược chiều. Em cho 25 đến 30 phân cũng được, để cho mình làm cho nó dễ nhé, chứ đừng ngắn quá mình làm nó khó làm nhé. Xiên nó vào nhỏ nhỏ tí. Đấy, nhỏ tầm này là được này anh em. Đó. Em làm nhỏ tầm này là được nhỉ. Đó. Mình luồn sao luồn cho bên dưới cái khuyết này, đó, bên dưới. Miễn sao cho cái khoen trước ý, thì nó nằm trên này là được. Đó. Vô đây xiết cho nó mình làm chắc chắc tay tí để cho nó khỏi bung cái mối ra anh em nhé. Đó. Mình cầm này, tới đâu mình cầm chắc tới đó anh em ạ. Đó. Đó, anh em dùng kìm, anh em nắn nắn cái chỗ này cho nó ngay ngay ra tí nhé. Nay làm chi tiết cho anh em theo dõi để làm khoen cho nó chuẩn nhé. Chứ cái khoen này nó rất là quan trọng anh em ạ. Anh em mà làm nhiều khi làm không không chuẩn thì nó túm không được hoặc là nó dễ bị tuột cái mối anh em nhé. Lại tiếp tục mình đó, anh em cứ nhìn theo mình làm thì nói thì không biết nói sao. Đó. Thế là chỗ nào cợi cợi thì mình làm cẩn thận tí, mình nắn nắn nó lại. Đó. Tí mình sẽ làm cả cái clip, làm luôn cả cái sâu vào dây bẫy cho anh em xem luôn nhé. Còn làm về hoàn thiện về bẫy thì mình chia ra clip khác, chứ một clip thì giờ nó dài quá, nhiều khi làm anh em lại xem lại đuối. Đấy, quan trọng cái mối tới đây này anh em này, em xoắn cho mình một lớp nhựa nữa nhé. Lại xoắn vòng ngang chính cái sợi dây ấy á, chính cái sợi dây mình vòng ấy mình lấy mình xoắn ngang nhé, xoắn ngang cho nó ôm một vòng. Đấy, xếp cho nó kỹ kỹ tí. Đó, bẻ ngược cái này lên. Đó. Đó. Đầu tiên mình xoắn nhẹ nhẹ thôi. Đấy, xoắn nhẹ nhẹ thôi. Đấy. Đến cho nó đúng đúng độ một tí anh em. Bấm chặt lại nhá. Đó. Bấm chặt xoáy, xoáy sao cho nó chỗ ở trong cái gốc này này. Đấy, trong cái gốc này nó sẽ xoắn lại thành một cái đoạn gấp anh em nhé. Đó. Đấy. Nó gấp nó toán lại này anh em. Đó. Em nhìn. Đấy. Để mình ảnh rõ nét. Đó. Nó phải toán vào vậy như vậy anh em ạ. Đó. Sau đó mình sẽ bấm ở đoạn này này. Đấy. Như vậy thì trong này nó không sổ ra được nhé. Đó. Em thấy chưa? Và mình dùng kìm. Bấm chắc nó lại. Đó. Ok, thành một đoạn cái khuyết đôi nhé, đừng có to quá anh em nhé,
đừng có to quá thì nó sẽ những cái con nhỏ ấy, đôi khi những con nhỏ nó vô, ví dụ con heo khoảng tầm 5 kg chẳng hạn, nó vô không may nó sẽ bị cái chân nhỏ của nó thì nó sẽ lọt qua cái giữa cái khuyên và cái dây đấy. Nếu mà khuyên to quá thì nó sẽ bị lọt ở giữa, nó dễ bị tuột đấy. Làm nhỏ thì nó sẽ không bị tuột anh em nhé. Anh em nhớ cái nguyên tắc của nó là dây ôm chân chứ không phải là khuyết ôm chân đấy. Cái đấy là mình đây mình làm một ví dụ, một cái khuyết mình làm to này đấy, cái khuyết này nó sẽ bị to anh em nhé. Làm ví dụ cho anh em xem luôn này đấy. Cái này thì khi mà gặp cái thú nhỏ thì nó sẽ bị cái tình trạng là khuyết ôm chân đó, cái này gọi là khuyết ôm chân này đó. Khi mà nó giật mạnh nữa cái khuyết này nó sẽ bị móp này. Đang làm thì nó trục trặc vấn đề anh em ạ, hết dung lượng đấy. Cái tình trạng này là gọi là tình trạng khuyết ôm chân này anh em đó. Đấy, cái này nó mà thẳng ra thì nó sẽ dài ra nữa đấy. Tình trạng thì nó càng ôm vào đây hơn nữa thì nhiều khi nó gặp cái tình huống mà cái cần nó bị gãy hoặc bị liệt thì nó sẽ tình trạng là nhiều khi nó sẽ bị rút ra mất anh em nhé. Đó, nhớ cái tình trạng đó anh em. Đấy, cái này mình làm cái dài ở cái khuyết to để anh em dễ hình dung nhé, chứ đừng làm to quá. Đấy, làm tầm này nó ok đây này anh em, này tầm heo 50 kg là bao đứt anh em ạ. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ ráp vào cho anh em xem nha anh em. Mình ráp và hoàn thiện cái sợi dây cho anh em. Thêm một cái điểm lưu ý mà quên chưa nhắc anh em này đó, khi mà mình làm xong mình nhớ lấy cái kìm ấy. Anh em lấy cái kìm anh em bóp theo cái chiều này này đấy, kìm bóp theo chiều này cho nó dẹp, nó hơi méo méo theo chiều này nhé. Đó. Đó, hai cái mình để bóp méo méo theo chiều này này đó, khi mà nó giật nhiều nó sẽ móp theo chiều này đấy. Đấy, chứ đừng để nó móp theo chiều này anh em nhé. Đấy, móp theo chiều này nó không có đúng đâu anh em nhé. Đấy, để móp theo chiều chiều này này đó. Để giờ mình vô dây nhé. Rồi đấy, mình đã vô dây chuẩn chỉ rồi này anh em đó. Dây vô xong là sẽ như thế này đây anh em đó, tiếp theo là sẽ như thế này đây. Clip sau thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách vô dây và hoàn thiện hết cái công đoạn một cái bẫy heo rừng, bẫy đỏ con mang đấy anh em, heo rừng, nai, sơn dương đó, cho anh em có thể bắt được tất cả các loại thú lớn. Cái này như khỉ vô cũng dính này, nhím to cũng dính này, như tầm khoảng 5 tới chung 3 4 kg vô vẫn dính được anh em, tại vì cái độ siết làm khuyết siết nó cũng rất là bóp sát anh em đó. Vô vậy thì con trồn không bao giờ nó ra được anh em đó, và nó cũng rất là nhạy chứ không phải là nó cứng như những cái loại khuyết kia anh em ạ. Khuyết này, khuyết đôi này bắt được rất là đa dạng anh em đấy, tùy theo con thú mà cái cách anh em đặt nữa thì nó sẽ dính cũng tương đối ổn đấy nha. Này em nhìn nhẹ nhàng thì nó cũng vô này đó, như này thì con trồn không thể thoát ra được anh em ạ. Đó, bóp sát luôn ý, trồn không móp được bẫy đâu anh em. Có điều là nó quằn nhiều nó sẽ hư cái sợi dây này anh em ạ, nhưng mà cái khuyết này không thể móp được, trồn không thể móp được. Này thì tầm khoảng tệ nó phải 10 kg, 10 kg theo này sẽ bóp giật được cái khuyết này. Đó, nó đóng luôn chắc lại. Đó, như vậy không bao giờ tuột được nha. Đó, à, đau tay luôn đấy. Đó, ngày xưa ấy thì có cái kiểu làm hay chẻ sợi dây ra, đó, chẻ sợi dây ra tầm 3 sợi 1 để chập vào, làm nó rất là đẹp nhưng mà rất là tốn công anh nhỉ. Nên về sau là mình cải tiến hết là mình dùng 1 sợi 1 và nó còn cái nguyên cả cái lõi này này anh em. Đó, cái lõi này vẫn còn nguyên này, ngày xưa là chẻ ra làm nó lâu lắm, giờ mình cải tiến hết lại mình làm 1 sợi 1 thôi, thì thế này nó cũng bền, độ độ chịu của nó rất là tốt. Đó, đây làm nếu làm chuẩn chỉ làm cẩn thận nữa mới sẽ dùng những con tán ấy, đập hết chỗ này lại, đập chỗ này cho chỗ này nó không sổ được này. Đấy, trong cái clip làm hoàn thiện thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách cho nó chuẩn chỉ như vậy anh em nhé. Đó là hết kết thúc cái clip làm khoen anh em nhé. Mình chia ra làm từng cái một để anh em tiện theo dõi và nó đỡ rối hơn anh em nhé. Anh em làm từng từng bước bước một thì mình sẽ hoàn thiện được cái dây bẫy
bẫy heo rừng, bẫy thú lớn, nói chung là bẫy thú lớn chuẩn chỉ anh em ạ. Đó, mình làm mình đánh biết bao nhiêu năm rồi mà bắt biết bao nhiêu con này anh em ạ. Đó, sơn dương, heo rừng, nai, nói chung được bắt đầy đủ rồi anh em. Đó, thì ok anh em nhé, anh em nào chỗ nào chưa hiểu thì cứ comment cho mình biết nhé. Rồi, trân trọng chào tất cả.